Sáng hôm sau Tiến bỏ đi từ sớm. Vì chẳng có ai nấu cơm cho Quyết ăn nên hắn để bụng đói mà đi vào thành tìm gặp cụ Huyền. Quyết dễ dàng tìm được nhà trọ nơi mà cụ Huyền đang thuê trên một con phố nhỏ. Khi hắn đến thì đã thấy cụ Huyền và cụ Trác đánh cờ với nhau. Thì ra từ khi mà hai người quen biết, nói chuyện cảm thấy rất là tâm đầu ý hợp. Đúng là đôi tri kỷ về già nên sớm tối gặp gỡ, đàm đạo y thuật, cuộc đời và thời thế. Lúc này cụ Trác ở kinh thành đã dâng đơn thuốc lên cho thế tử Trịnh Cán, nhưng mà chưa được ngự dụng. Chúa lại có lệnh cho cụ là không được rời khỏi kinh thành để đề phòng khi có việc cần dùng đến thuốc của cụ. Cho nên cụ Trác sớm tối rất là nhàn nhã, cũng chẳng có việc gì làm ngoài việc xem mạch cho mọi người. Thành ra lúc rảnh lại đến chơi với cụ Tả Ao. Hai người đang ngồi đánh cờ, thấy Quyết đến, mặt mày hắn rất là khó coi thì biết đêm qua đã xảy ra chuyện, giục Quyết kể ngay. Quyết mang chuyện hôm qua kể ra một lượt từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết nào. Hai cụ già trầm ngâm ngồi nghe một đứa nhỏ nói đến cả canh giờ. Khi Quyết kể đến chuyện bà cụ bị giết thì không tránh khỏi thương tâm, nhỏ ra hai hàng lệ. Khi hắn kể xong thì cụ Huyền nói: "Quả đúng như là ta đã dự đoán, hắn đã làm chuyện đó." Rồi dường như là thấy ánh mắt tò mò của hai người đối diện, cụ nói tiếp: "Người làm cái nghề huyền thuật không ai là không biết đến một loại ngải rất là đặc biệt. Nguyên là cái loại ngải này có tính năng giúp người ta đi rừng được thuận lợi, bình an. Rắn độc thú dữ thì không thấy, mà thân thể lại khỏe mạnh, trèo đèo lội suối mạnh mẽ vô cùng. Cái thứ ngải này thì được làm từ một loại cây đặc dị chưa thấy có tên trong sách vở. Nguyên do là trầm hương từ cây bầu gió chỉ có ở sâu trong những nơi rừng thiêng nước độc. Càng vào sâu trong rừng thì trầm hương càng quý giá. Nhưng mà loại ngải này chỉ có công dụng với 49 ngày. Qua ngày thứ 50 nếu không được giải bằng chính loại trầm hương cực phẩm kia thì cơ thể sẽ biến đổi, chẳng bao lâu sẽ biến thành hồ." Cụ Tả Ao lại nói tiếp: "Tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Ở đời nhà Lý, có đức vua Lý Thần Tông. Vị vua này đến năm 23 tuổi, đột nhiên thì thấy ngứa ngáy khắp cả mình bầy. Càng gãi bao nhiêu thì lông càng mọc ra bấy nhiêu. Ngồi xổm chụp người cuồng loạn, gầm gừ đáng sợ. Lúc đó triều đình phải làm cũi vàng nhốt vua trong đó. Khi ấy có đứa bé ở chân định hát rằng: nước Lý có thần tông, triều đình muôn việc thông. Muốn chữa bệnh thiên hạ, cần được Nguyễn Minh Không. Thế là triều đình sai quan chỉ huy đi đón sư Nguyễn Minh Không. Đến Nam thì sư cười bảo: đây không phải là việc cứu cọp đó ư? Quan chỉ huy liền hỏi: sao thầy sớm biết trước? Sư liền trả lời: ta đã biết việc này trước 30 năm. Rồi sư đến triều vào trong điện ngồi, sau đó lên tiếng bảo: bá quan đem cái đảnh dầu lại mau, trong đó thì để 100 cây kim và nấu cho thật sôi, đem cuỗi vua lại gần đó. Sư lấy tay mò trong đảnh ra 100 cây kim rồi găm vào thân của vua, nói: quý là trời. Rồi sau đó thì tự nhiên lông móng răng đều rụng hết, thân vua thì hoàn toàn hồi phục như cũ. Vua tạ ơn sư 1.000 cân vàng và 1.000 khoảnh ruộng để hương hỏa cho chùa, ruộng này thì không lấy thuế. Cụ Tả Ao nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: câu chuyện trên thì dân gian đồn đại là như vậy, sử sách cũng có ghi chép lại, nhưng mà e rằng cái cốt lõi ở bên trong người ta chưa nắm được. Nguyên là không phải vua Lý Thần Tông tự nhiên mà hóa hổ đâu, đó chính là do ngài chúng phải loại hóa hổ ngải kia. Qua thời gian thì người ta dùng loại ngải này không còn vì mục đích vào rừng nữa, mà nhiều khi là để triệt hạ một con người nào đó, biến người đó thành súc vật. Cách để luyện ngải này thì cũng tinh vi hơn, vì thời gian hóa hổ không còn là 49 ngày nữa mà là rút xuống có khi chỉ là vài ngày. Hôm qua khi mà cậu bé có nói đến tiếng gầm thì tôi đã sinh nghi rồi, nhưng mà cũng chưa dám chắc chắn. Cụ Trác liền chen vào nói: những chuyện kỳ lạ trong dân gian đúng là không có chuyện gì mà không có. Cụ Huyền quay sang hỏi Quyết: bà cụ làm bếp hôm qua phải chăng là có bị đứt tay chảy máu đúng không? Quyết đáp: đúng vậy. Khi mà sáng hôm qua cháu ăn sáng thì có thấy bà cụ đúng là cắt nhầm tay khi mà thái hành, máu chảy ra nhiều lắm. Cụ Tả Ao nói: thế thì đúng rồi. Người trong giai đoạn đang hóa hồ thì sẽ bị kích động bởi mùi máu. Máu tươi làm họ điên loạn hơn, việc biến hóa cũng nhanh hơn. Người này ngửi thấy mùi máu của cháu trên bệ cửa sổ nên mới cuồng loạn như vậy. Có lẽ tên Tiến đã tưởng nhầm là bà cụ kia dòm ngó căn nhà lớn chứ không phải là cháu, thế nên hắn đã giết bà cụ để diệt khẩu.
Con cái bóng nhỏ kia có lẽ bị hắn đánh ngất đi rồi xích lại trước mặt con hổ. Đáng lẽ cũng không bị ăn thịt đâu, nhưng mà vì khi chạy bị ngã nên có thể là bị chảy máu ở đâu đó trên thân thể. Vì thế thú tính trong con người đang hóa hổ này mới trỗi dậy đấy. Thực ra cụ Tà Ao đoán đúng chỉ được có 6 phần. Nguyên đầu đuôi câu chuyện là khi Quyết đột nhiên tiến đến gần lồng sắt của người đàn ông đầu tiên. Người này sợ hãi tưởng tiến đến bắt mình cho hổ ăn nên mới trốn như vậy. Người đàn bà ở chuồng bên cạnh thì nhìn thấy rõ nên định cầu cứu hắn. Nào ngờ sự sợ hãi của người đàn ông như là căn bệnh lan ra tất cả những người khác bị nhốt. Thành ra không khí sau đó mới hỗn loạn như vậy. Những người bị nhốt lâu ngày mà chịu tra tấn về tinh thần như thế, 10 phần thì đến 5-6 phần sẽ trở nên điên loạn. Lúc này nghe cụ Tả Ao nói thế thì Quyết lại càng thấy áy náy vì mình mà bà cụ kia mới thiệt mạng. Hắn ngậm ngùi không nói được lời nào. Cụ Huyền lại nói tiếp. Có điều muốn hóa hổ một ai đó thì đâu cần phải giam người ta lại như thế. Điều này thực sự là khó hiểu. Cụ Trác nói. Để cho cậu bé một mình vào trong xào huyệt ma quỷ như thế thực là tàn nhẫn. Có lẽ chúng ta nên mang cậu bé về nhà nuôi thôi. Quyết quả quyết. Cháu cũng muốn ở lại tìm cách tiêu diệt tên ác ôn này trả thù cho bà cụ. Hơn nữa ở dưới hầm còn rất nhiều người cần phải cứu ra. Cụ Trác đáp. Con ơi, giữ thân là tận hiếu. Dòng họ Phạm nhà con chỉ có một mình con thôi. Con nên suy nghĩ cho thật cẩn thận. Cụ Tả Ao nói. Thực ra chúng ta có mang cậu đi thì hắn cũng sẽ tìm được chỗ cậu bé mà thôi. Cũng giống như tôi vậy. Tôi tìm được cậu bé giúp ông là nhờ đến đám âm binh ma xó. Hắn xem ra còn cao tay hơn tôi nhiều. E rằng tôi không bảo vệ được cậu bé. Tình thế này có lẽ phải nương theo cái chết mà tìm sự sống thôi. Bây giờ cháu cần giấu vết thương ở chỗ tay cho thật là kỹ. Nếu hắn nhìn thấy tay cháu chảy máu thì thực là nguy hiểm đấy. Cụ Trác thấy cụ Tà Ao nói như vậy thì cũng đành thôi. Liền lấy trong hộp thuốc ra một lọ thuốc bôi nói. Cái này thì tôi giúp được. Nói đoạn cụ mở lọ thuốc này ra. Đây là một lọ thuốc dạng mỡ, cụ thoa một ít lên tay của Quyết. Chỉ qua vài tuần hương vết thương đã khỏi được 8-9 phần. Vết thâm đen trên móng cũng tan hết mất, người ngoài nhìn vào không phát hiện ra được nữa. Thực là không hổ danh là đệ nhất y sư đương thời. Từ lúc chia tay hai cụ già đến bây giờ thì đã độ vài canh giờ. Trời đã bắt đầu sầm tối. Trưa nay Quyết không về chỗ Tiến. Hắn không muốn về. Nhưng rồi thì hắn cũng phải quay về nơi đó. Quyết hôm nay thấy trong lòng tâm trạng rất là nặng nề. Mặc dù từ trước đến nay hắn tiếp xúc với rất nhiều cái chết, nhưng mà những cái chết đó đều rất là tự nhiên. Đó là những cái chết của những người tận số, những cái chết của những người bệnh tật, nghèo đói, hoặc những cái chết mà khi hắn đến thì đã xảy ra. Nhưng cái chết như thế, ngoài sự tiếc thương của những người thân trên trần thế, có thể là một sự giải thoát, là một sự mong mỏi để thoát khỏi cơn đau đớn, đói khát, hoặc là một sự chấm dứt của một hành trình tích tiện dài đến mấy chục năm trời. Hoặc giả đó là quả báo của một nghiệp ác vậy. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy một người khác chết là do hắn. Rõ ràng là như thế. Người đàn bà già nua kia chết là do hắn, không phải là vì một điều gì khác. Bà cụ vẫn muốn sống, hắn biết là như vậy. Khi hắn nghe thấy tiếng kêu nhẹ nhưng mà kinh hoàng của bà cụ, hắn biết cụ là vẫn còn muốn sống. Hắn vừa đi vừa nghĩ ngợi như thế, mà vào đến sân lớn của nhà Tiến lúc nào không hay. Hắn ngạc nhiên nhìn thấy Tiến đang đứng giữa sân cùng với một cô bé trạc tuổi hắn. Thì ra hắn cũng chỉ vừa mới về trước hắn có vài khắc. Cô bé này không phải là quá xinh đẹp nhưng mà mặt mũi sáng sủa, nhìn trông rất là thông minh. Tiến nhìn hắn với con mắt dò hỏi rồi nói. Sao trưa nay mày không về? Quyết đáp. Tôi mải chơi quá, thành ra quên cả giờ về. Mà về cũng đâu có cơm mà ăn. Tối nay tôi làm cơm nhé. Tiến đáp. Không cần. Từ nay con bé này sẽ làm việc đó. Tiến chỉ cô bé về phía căn phòng của bà cụ ngày hôm qua, nói cô sẽ ở đó. Hắn cũng dặn dò cô bé không được vào căn nhà lớn và những việc cô cần phải làm trong ngày. Ngoài ra những chuyện lặt vặt như là bếp núc ở đâu, rồi hắn bỏ vào phòng. Quyết lại nhìn vào căn phòng của bà cụ, nghĩ thầm mới hôm qua bà cụ còn nằm ở đó, bây giờ có lẽ đã được bọn âm binh lau dọn sạch sẽ từ hôm qua rồi. Quyết thầm nghĩ cô bé kia nếu biết được những chuyện xảy ra tối hôm qua thì chắc chắn chẳng dám ở lại căn nhà đó đâu. Hắn lại trở về phòng nằm chờ đến bữa cơm. Trong lòng hắn lại dấy lên mối hoài nghi, không biết là Tiến có tìm bắt lại thứ nửa người nửa thú tối hôm qua không. Rồi hắn lại nghĩ, nếu đó là người thì không biết là ai,
vì sao mà rơi vào tay Tiến. Qua một lúc thì hắn lại xoay qua ý nghĩ, không biết có phải Tiến không tìm được người thú kia nên bắt cô bé này về để thay thế hay không đây. Nghĩ đến đây hắn thoáng giật mình. Mặc dù hắn với cô bé kia không thân không thích, nhưng nếu Tiến biến cô bé thành hồ thì hắn phải ra sức mà ngăn chặn lại. Nếu không thì trong lòng thực sự là áy náy. Quyết nằm thầm dự tính, không biết nên làm như thế nào nếu đúng là Tiến muốn dùng cô bé kia để luyện ngải hồ lần nữa. Hắn tự nhủ nếu muốn ngăn chặn thì cách hay nhất là báo với cô bé kia để cô bé ấy trốn đi, chứ để đến tối thì e rằng sẽ bị Tiến hãm hại mất. Nhưng hắn lại nghĩ, Tiến quả thực cũng cần một người chăm lo quét dọn nhà cửa cho hắn. Chỉ là hắn tưởng bà cụ hôm qua biết được bí mật của hắn nên mới ra tay hãm hại mà thôi. Nếu mình báo cho cô bé, sợ rằng mọi chuyện bị lộ, lại chẳng hóa ra làm hại cô bé hay sao? Quyết suy đi tính lại như thế một hồi lâu mà vẫn chưa biết nên làm như thế nào. Giá như là có cụ Tà Ao và cụ Trác ở đây thì hắn sẽ hỏi hai cụ ngay. Nhưng mà bây giờ không thể làm thế được, hắn phải tự mình quyết định mà thôi. Quyết cứ nằm nghĩ mãi như thế mà chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Nguyên là Quyết bị suy nhược cơ thể trong thời gian dài, bây giờ đang là giai đoạn hồi phục, phản ứng tự nhiên là ăn ngủ rất là nhiều. Có lẽ cũng nhờ thế mà béo tốt lên trông thấy. Quyết thức dậy bởi tiếng cô bé gọi cửa, báo là đã nấu nướng xong xuôi. Quyết ra nhà ăn thì thấy cơm canh đã dọn sẵn rất là ngon lành. Tiến thì cũng rất là ngạc nhiên vì chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà cô bé có thể làm được một mâm cơm tươm tất đến như vậy. Nhất là khi vừa vào một bếp lạ, người mới thì chưa thể quen ngay với vị trí gia vị mắm muối chỗ nào, rửa chỗ nào, nấu chờ chỗ nào. Thường thì những công việc nhỏ nhặn ít chú ý này làm mất rất nhiều thời gian của các cô con dâu mới về nhà chồng, hoặc là các con ở cho nhà người ta. Thế mà chỉ loáng thoáng một cái mà cô bé đã xong việc. Cô bé này quả thực là nhanh nhẹn, táo vát, đảm đang. Tiến rất lấy làm vừa lòng, bèn nói: "Hay lắm, ngươi đúng là người ta đang cần." Quyết nghe nói như vậy thì dựng cả tóc gáy. Thực ra thì câu nói của Tiến rất là bình thường, nhưng đầu óc của Quyết bây giờ đang lo lắng cho sự an nguy của cô bé kia. Bây giờ lại nghe câu nói đó thì nghi là hắn sẽ biến cô bé thành hồ. Thế là lòng hắn đã quyết, phải nói ngay để cho cô bé biết được sự tình mà trốn đi, không lại uổng thêm một mạng người nữa. Lúc ăn xong thì quyết định đợi cô bé đi rửa bát để nói cho cô biết. Nhưng ngặt nỗi, hôm nay Tiến lại pha một ấm trà ngồi uống trong sân. Từ chỗ hắn có thể nhìn thấy nơi cô bé rửa bát, thế nên quyết chưa thể nói chuyện này được. Hắn ở trong phòng mà ruột nóng như là lửa đốt, chỉ sợ Tiến ra tay thì mình cũng phải liều mình ngăn cản lại. Cô bé dọn rửa xong thì Tiến đứng dậy, Tiến lại gần. Quyết lúc này mắt vẫn không rời khỏi hai người, hoảng hốt, nghĩ đã đến lúc là phải ra tay. Nhưng mà nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện khác, thế nên hắn vẫn chù trừ đứng nguyên một chỗ. Bấy giờ hắn nghe Tiến hỏi: "Mày tên gì?" Cô bé đáp: "Ở nhà mọi người gọi tôi là Na." Tiến lại nói: "Mày xong việc rồi thì vào căn nhà lớn bên kia tao sai mấy việc." Nói rồi hắn đưa dặn dò cô bé mấy việc, xong xuôi hắn lại quay vào căn nhà lớn. Na dọn dẹp bát đũa xong xuôi thì cũng vào theo. Quyết không biết là chuyện gì xảy ra bên trong, rất là lo lắng. Hắn tiến đến chỗ khe cửa hôm trước, ghé mắt vào nhìn trộm, thì thấy Na đang khệ nệ bưng nào là hoa quả đồ ăn lên bàn thờ lớn có tượng quan công. Rồi thì nào là rượu, nào thịt, nào hoa quả, bỏng, chè, cháo hoa được bày biện một lượt lên bàn. Thì ra Tiến muốn chuẩn bị một bàn lễ, rõ ràng là muốn cúng bái gì đó cho bọn âm binh kia. Quyết thấy thế thì thở vào vì đoán là Tiến sẽ chưa làm gì hại Na ngay, bèn chú tâm theo dõi tiếp. Bàn lễ đã chuẩn bị xong xuôi, Tiến bảo cô bé về phòng ngủ, cấm không được ra ngoài. Cô bé ngoan ngoãn làm theo. Quyết thấy một lúc ngoài sân không còn ai cả, chỉ còn lại không gian tĩnh mịch, mà đèn hương của Tiến cũng chưa lên, hiển nhiên hắn đang chờ đợi đến giờ thì mới làm lễ. Quyết nghĩ cũng là chưa cần báo sớm cho cô bé để đề phòng bất trắc. Nhưng mà Quyết sợ Tiến nhìn thấy hắn vào phòng Na thì sẽ sinh nghi, bèn về phòng mình, chốt cửa bên trong, rồi nhảy ra khỏi phòng bằng cửa sổ phía sau. Lúc này hắn đã đứng ở dải đất nhỏ ngăn cách giữa tường rào vào phòng hắn. Từ đây hắn biết lối đi dẫn được ra tới chỗ phòng cô bé. Hắn rón rén đi về phía đó, nhưng rất cẩn thận, chỉ sợ gây ra tiếng động khiến Tiến có thể biết được. Chỉ một lúc sau hắn đã đứng trước cửa sổ phòng của Na. Hắn liền cậy cửa leo vào. Nào ngờ hắn vừa thò đầu vào thì một vật nặng đánh mạnh vào gáy hắn, làm hắn ngã nhào vào trong, bất tỉnh tức khắc.
Không biết qua bao lâu thì Quyết lờ mờ tỉnh lại. Hắn thấy đầu đau như là búa bổ. Hắn cố gắng mở mắt ra nhưng mà nhất thời chưa thể nhìn rõ được vật gì. Chỉ thấy một màu đen bao trùm. Bấy giờ các giác quan của hắn mới dần dần thức tỉnh. Hắn thấy tay chân của mình không tài nào nhúc nhích được. Hắn càng cố cựa quậy thì càng thấy một vật gì đó siết chặt lại cơ thể. Hiển nhiên là hắn đã bị trói. Miệng hắn có đang ngậm một vật gì đó như là một cuộn vải. Thì ra đã có ai đó dùng vải nhét vào mồm hắn để hắn không thể kêu la được. Hắn chỉ ư được mấy tiếng. Quyết than thầm thế là hết. Không hiểu vì lý do gì mà Tiến biết được việc hắn đang làm. Chắc chắn hắn đã bày ra cạm bẫy này để thử lòng của hắn, xem hắn có biết gì về chuyện tối hôm qua không. Chắc chắn là hắn còn tiếc vì trong người hắn còn có sói vong, nên phải thật là chắc chắn là Quyết làm chuyện tối hôm qua thì gạ mới ra tay. Chắc chắn là mọi kế hoạch đã được Tiến chuẩn bị chu đáo. Chỉ chờ hắn chui vào là gã có thể vung tay tóm gọn. Mắt Quyết dần quen với bóng tối. Hắn đưa mắt nhìn quanh tìm Tiến, nhưng hắn vẫn đang ở trong căn phòng của bà cụ. Phía gần cửa có một bóng người đang đứng. Cái bóng này dường như là không quan tâm đến Quyết mà chỉ nhòm qua khe cửa nghe ngóng. Đó chính là cô bé tên Na. Lúc này Na tiến gần về phía hắn. Quyết muốn nói mình đến để cứu cô bé, nhưng miệng bị nhét rẻ, thành ra nhất thời không thể nói năng gì được. Na kéo lấy ghế ngồi bên cạnh hắn, đoạn cô nói: "Người đang đêm lẻn vào đây có ý gì? Muốn giở trò đồi bại phải không?" Rồi cô bé rút ra trong người một con dao nhỏ, sáng quắc trong đêm. Đúng là loại dao quý, hua hua trước mặt Quyết như là một lễ mạng. Quyết trong bụng than thầm kêu khổ. Rõ ràng là mình đang đêm lẻn vào phòng con gái nhà người ta. Không phải là ý đồ muốn làm chuyện lén lút đổi bại thì còn là lý do gì nữa. Trong hoàn cảnh này có nói ra chuyện người hóa hồ, tự hỏi có mấy ai trên đời tin được. Hắn tự trách mình ngu, tự đẩy mình vào hoàn cảnh tình ngay lý gian này. Lúc này thì Na nói tiếp: "Ta lấy rẻ ra khỏi miệng ngươi, cho ngươi một cơ hội nói. Nếu la lên, ta sẽ lập tức giết chết ngay." Nói đoạn, Na lấy miếng rẻ nhét trong miệng Quyết ra. Quyết thấy miệng mình khô rát, hắn nói: "Này, tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn báo tin mà thôi." Na nói: "Nói láo không à? Ta mới tới đây chưa được một ngày, làm gì có quen biết gì mà báo tin với ngươi." Quyết đáp: "Cô nên trốn đi thì hơn, kẻo mất mạng đấy." Na đáp: "Ở đây ăn uống đầy đủ, không tốt hay sao?" Quyết nói: "Cái tay chủ nhà này là phù thủy, hắn không phải là người tốt đâu." Nói rồi hắn lần lượt kể lại câu chuyện tối qua cho Na nghe. Na nghe một hồi, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ xúc động. Đến khi mà Quyết kể xong, chợt thấy Na vung con dao kề ngang vào cổ của Quyết. Lúc này Quyết cảm nhận được khí lạnh của con dao trong tay của Na, rồi lại thấy lưỡi dao sắc lẹm kề vào cổ mình. Na hỏi: "Người nói ngoa, ta sẽ lập tức lấy mạng ngươi ngay." Quyết tự nhủ lần này sẽ chết, bèn nói một câu quả quyết: "Tôi nói thật, nếu như là không tin thì thôi, đừng có dọa giết nữa, thích thì cứ xuống tay đi." Rồi hắn không nói gì nữa. Nào ngờ hắn thấy cô bé cực kỳ xúc động, hỏi lại hắn, giọng thực là nhẹ nhàng: "Người có nhìn thấy rõ người đó tướng mạo như thế nào không?" Quyết đáp: "Trong phòng tối đen như mực, tôi chỉ nhìn thấy bóng người, không nhìn thấy rõ là ai cả. Mà thực ra thì mặt mũi người đó hóa hồ đến nỗi phân nửa rồi, thì làm sao mà nhận ra được thế nào?" Lúc này nghe đến câu nói đó, Quyết chợt thấy Na ngấn ngấn nước mắt như là muốn khóc. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Này, tại sao cô lại khóc vậy?" Na đáp: "Xem ra ngươi thực sự đã không phải là cùng một ruột với lão già kia. Được rồi, ta nói cho ngươi biết." Na lần lượt mang chuyện của mình kể ra cho Quyết biết. Thì ra Na tên thật là Nguyễn Tố Ngọc, nhà ở trấn Sơn Nam. Thì ra bố của Ngọc là Nguyễn Cảnh Trung, là võ sư lò nhất nam tại trấn ấy. Và cách đây khoảng 2 năm thì có phường giặc cướp là Hoàng Đình Tạo tụ tập được gần khoảng 500 người kéo đi cướp bóc khắp trấn. Quân của Tạo phần là những tay giang hồ lão luyện, phần là những tàn quân của đảng cướp khác mà Tạo thu nạp được. Thành ra rất là thiện chiến, đánh nhanh cướp nhanh rồi lại lui vào trong núi lẩn trốn. Mỗi lần đánh cướp thành công đều tăng cường được quân số, tiền bạc, thành ra thì ngày một mạnh mẽ. Bấy giờ quân binh triều đình thì mỗi khi nhận được tin báo thì quân của Tạo cũng đã rút lui đi rồi. Thành ra Tạo cứ hoành hoành đến tận mấy năm. Khi ấy thì Nguyễn Cảnh Trung, vốn là người có tiếng tăm trong trấn, đành tự đứng lên thu thập nhân mã trong huyện, được hơn 300 người, cùng với hơn 100 học trò trong võ đường, do thám phục kích mấy tháng trời,
lừa được khi mà quân Tạ vừa đánh cướp về. Đang đi ngang qua một con đường nhỏ thì may phục sẵn mà diệt được quá nửa quân Tạo. Hoàng Đình Tạo bị giết tại trận. Sau chiến công đó thì tiếng tăm của Nguyễn Cảnh Trung vang dội khắp cả trấn. Người người không ai là không tấm tắc khen khi mà nhắc đến tên của y. Có điều khi mà nhà chúa nghe được thì không được vui, cho rằng những việc tự thâu binh mãi mãi như vậy thực cũng chẳng nào việc làm phản. Rồi lại có người khải với cả Trịnh Sâm rằng Sơn Nam là phên rộng của nước nhà. Mà những sự phản nghịch như thế xảy ra thì thực là quá bất an. Giả như là Trung có ý làm phản thật thì chỉ cần hô một tiếng, sẵn đã có tiếng tăm khí thế quân sĩ đang lên, mà từ Sơn Nam kéo vào kinh thành chưa mất đến 2 ngày, thì thế sự chẳng phải là hiểm nguy lắm ư? Chúa cho là phải, liền triệu Trung vào kinh, quy tội, kết án, tịch thu gia sản. Cuối cùng thì Trung bị tội phanh thây trước chợ Báo Thiên. Bấy giờ thì vợ Trung nghe tin này tuẫn tiết theo chồng, để lại 2 đứa con, một trai một gái. Con gái lớn của Trung chính là Ngọc Như đã nói ở trên, cái tên Na chỉ là thuận miệng nói để lừa gạt Tiến mà thôi. Nguyên là sau khi bố mẹ chết đi ra cảnh tiêu điều, tuy không bị tội chu di nhưng mà họ hàng bà con cũng không ai dám nhận vì sợ liêu lệ. Thế là hai chị em trở nên bơ vơ không ai nương tựa, đành dắt xíu nhau lên kinh, tính kế làm đứa ở cho nhà người ta. Nhà chủ của Ngọc là một nhà bán gạo ở Kinh Kỳ, cũng có tiếng tăm, gia sản rất là lớn, cần có người vú em chăm lo cho mấy đứa con mới sinh của ông chủ. Ngọc xin mãi thì họ mới nhận nuôi cơm hai chị em hàng ngày. Có điều nhà chủ cũng chỉ nhận người chị mà thôi, còn đứa em thì đành sống ăn bám chị. Hai chị em thương nhau lắm, suốt ngày quấn quýt bên nhau. Chị làm việc thì em giúp đỡ, khi rảnh rỗi thì chị dạy em học chữ. Hai chị em cứ tựa vào nhau mà lay lắt sống như thế. Chẳng mấy chốc mà cũng được 1 năm, Ngọc đã 14, còn cậu em thì 9 tuổi. Cách đây khoảng chục ngày, khi đó Ngọc đang cho cậu chủ ngủ ở trong nhà, Hiếu đang chơi ngoài sân với một cậu bé cửa hàng bán muối nhà bên cạnh, thì có một sự lạ xảy ra. Trên trời đột nhiên xuất hiện một vật đen, vì lúc ấy gần rằm nên trăng sáng lắm, làm cho vật đen ấy càng rõ trong đêm tối. Cái bóng đen này cứ bay lơ lửng trên đầu của hai đứa trẻ. Hai đứa thấy vậy thì thích lắm, cả hai cùng chỉ lên trời bàn tán rôm rả. Nào ngờ đang lúc nói chuyện như thế thì bóng đen kia vụt liệm một cái thành một hình vòng cung, rồi đột ngột lao xuống mặt đất. Bóng đen đó không lao thẳng xuống mặt đất mà đến cách mặt đất thì bay là lả nhưng mà cực kỳ nhanh. Bóng đen bay thẳng đến chỗ hai đứa trẻ đang đứng. Chúng sợ quá vì lúc này bóng đen biết bay đó hiện rõ là một hình người đang ngồi trên một vật giống như là cái chiếu to, cứ thế mà lao đến. Chuyện kỳ dị như vậy đâu phải ngày nào cũng gặp, thành ra hai đứa trẻ sợ đến nỗi không thể chạy nổi. Chỉ một thoáng chốc thì cái bóng đen đó đã lướt đến bên cạnh Hiếu. Chợt người ngồi trên chiếu giang tay túm lấy hắn. Khi mà đi ngang qua chỗ cậu bé ở cửa hàng bán muối, hắn cũng giang tay toan chụp lấy. Nhưng mà cậu bé này đứng ở phía sau Hiếu khoảng 1 trượng, nhìn thấy như thế thì đã có đề phòng từ trước, thành ra trong điểm hiểm nguy ấy thì đã ngã người ra tránh được cú chụp. Cậu còn nhìn thấy rất rõ người ngồi trên chiếu có một dáng người cao gầy đến kỳ dị, đôi mắt như là phát sáng trong đêm tối. Lúc ấy cậu bé nhà bán muối hét to lên gọi mọi người đến giúp đỡ. Người cao gầy ngồi trên chiếu bay chụp hụt cậu bé nhà bán muối liền bay thẳng đi, cũng chẳng quay đầu lại bắt cậu nữa. Cậu bé thấy rõ, cái chiếu kia rõ ràng là một con diều lớn. Chỉ một lúc sau thì có rất nhiều người chạy ra, đa phần tưởng là có cướp nên lăm lăm gậy gộc. Họ đến nơi thì chỉ thấy một cậu bé đang ngồi phệt dưới đất, hoảng hốt, kinh hoàng, miệng thì lắp bắp nói về điều gì đã xảy ra. Lúc ấy thì Ngọc mới kinh hãi biết rằng em mình đã bị bắt cóc. Mọi việc xảy ra quá nhanh mà lại hoang đường vì đa số chẳng có ai tin người có thể ngồi trên diều mà đi lại, rồi lại còn có thể bắt cóc trẻ con như vậy. Nhưng mà chuyện Hiếu mất tích là có thật, thành ra cũng chưa biết giải thích như thế nào. Mà báo quan thì cũng không được, vì nếu báo quan thì thực là lôi thôi phiền phức đến tính mạng của Ngọc. Hơn nữa đứa trẻ bị bắt xét cho cùng cũng chỉ là em của một đứa ở, thành ra cũng chẳng mấy quan trọng lắm, cho nên mọi người cũng chỉ bảo nhau cảnh giác hơn. Đêm tối thì cấm bặt trẻ con ra ngoài, người lớn thì cũng hạn chế mà đi thành nhóm nhiều người. Duy chỉ có Ngọc là khổ tâm hơn cả, vì lúc này người thân duy nhất của cô đột nhiên mất tích mà không rõ nguyên nhân, chỉ có được một manh mối là một người cưỡi diều thì thực là quá hoang đường. Cô cố gắng hỏi đi hỏi lại, kỳ thực cặn kẽ cậu bé nhà bán muối đến từng chi tiết một thì cũng chỉ nhận được câu trả lời như là lúc đầu.
Ngoài cái ngoại hình cao gầy đến kỳ dị với cả ánh mắt sáng quắc như là dao kia thì tuyệt nhiên không có thêm bất kỳ một manh mối gì. Mặc dù như thế nhưng mà cũng không thể yên tâm mà làm ngơ được. Vậy nên Ngọc đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm kiếm, hỏi han, nhưng mà cũng chẳng có ai biết được cái gã cao gầy mắt sáng quắc kia ở đâu. Đang lúc cực kỳ thất vọng thì một hôm nghe thấy trong thành có người kể lại chuyện Đặng Mậu Lân bị một cậu bé đấm cho một quyền mà cũng không dám làm gì, đột nhiên rồi bỏ đi. Điều này thực là không giống với tính cách của Mậu Lân, thế nên nhiều người đồn đại xung quanh câu chuyện này rất là nhiều. Trong những người chứng kiến hôm ấy thì có người đề cập đến một người cao gầy ngồi trên một cái kiệu thứ hai. Ngọc nghe đến mấy chữ cao gầy mắt sáng thì lập tức hỏi cặn kẽ. Vừa may thì trong số đó có một người quen với cả tay phu kiệu nên nói lại cho Ngọc biết, thành ra Ngọc tìm được đến cửa nhà Tiến. Lại nói đến việc Ngọc theo dõi Tiến một buổi thì thấy hắn ra chợ tìm một người hầu trong nhà. Ngọc mừng lắm bèn xin về làm. Khi mà Quyết thấy Ngọc lần đầu tiên trên sân chính vào cái buổi chiều ngày hôm đó, thực ra Ngọc tìm hiểu nghe ngóng cũng có chút tình cảm với Quyết, vì hiếm có người nào có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt của Lân, chứ đừng nói là cho hắn một cú trời giáng thì đúng là chuyện hiếm có trên đời. Thế nhưng vì thân đang ở trong đầm rồng lại chưa biết ý đồ đối phương ra sao nên đành phải ra tay trước để chiếm ưu thế. Muốn biết mọi chuyện ra sao thì nghe hồi sau sẽ rõ. Lại nói đến chuyện Quyết và Ngọc đang ở trong phòng. Lúc này Ngọc đưa lia ra một đường, cắt đứt dây thừng trên người của Quyết. Đoạn Quyết nói: Nếu cô đã nói như vậy thì nhiều khả năng người hóa hồ trong căn phòng kia là em của cô rồi. Cái tên phù thủy này thực là độc ác quá. Ngọc nghẹn ngào nói: Nếu chuyện đó có thực thì tôi cũng không biết phải làm thế nào đây. Quyết đáp: Bây giờ em cô đã trốn được rồi, nhưng mà không biết lưu lạc đến nơi nào. Điều này có lẽ tôi phải hỏi một người xem nên ra sao. Nói đoạn cả hai trầm ngâm một lúc lâu, Quyết cũng không biết nói gì nữa. Chợt bên ngoài có tiếng hú dài, hai người giật mình e rằng có biến. Ngọc xuýt Quyết một tiếng rồi bước ra khe cửa nghe ngóng. Nhưng ở trong phòng của Ngọc không nhìn được toàn bộ khoảng sân lớn trước nhà. Quyết bèn bàn với Ngọc đến chỗ khe cửa lúc nãy mà nhìn trộm vào. Ngọc khen là phải lắm. Nói đoạn Quyết ghé mắt ra sân quan sát, nào ngờ thấy Tiến bê ghế ra sân ngồi uống trà. Cả hai sợ lẻn ra sẽ bị hắn phát hiện, vậy nên nhất thời cùng nhìn Tiến chờ hắn đi vào. Đột nhiên đằng sau hai người có tiếng động rất là khẽ. Ban đầu hai người xem Tiến điều binh nên không để ý, nhưng dần ra tiếng động này làm cho Quyết chú ý. Hắn quay lại phía sau nhìn một lượt, hắn chẳng thấy điều gì bất thường cả, bèn tiếp tục nhìn về phía Tiến. Nhưng rõ ràng là có những tiếng động rất là khẽ khàng, đó như là một tiếng trở mình của một người đang ngủ. Trong căn phòng tối đen, ánh trăng bên ngoài rọi vào trong phòng tạo nên một không khí tĩnh mịch. Lại có một tiếng động. Đột nhiên cánh cửa hé mở, và ngay cửa tủ có một vật đen xì ló ra ngoài. Phía dưới ánh trăng với một màu trắng nhợt nhạt, vật đó đang trở nên đen đúa hơn. Khi cánh tủ mở ra có thể nghe rõ được tiếng thở nhẹ nhàng nhưng mà gấp gáp. Như thể vật đó đang cố gắng thở không ra tiếng, nhưng mà càng cố gắng thở nhẹ thì càng thiếu không khí, vậy nên nhịp thở càng gấp gáp dần. Mặc dù tiếng thở rõ hơn nhưng mà lúc này cả hai người đều đang chú ý xem xét hành động của Tiến nên nhất thời không nhận ra được. Chỉ trong chốc lát thì vật trong tủ xuất hiện trong căn phòng. Bóng đen này cao đến 10 thước. Cái bóng đó đứng sừng sững ở giữa nhà một vài khắc, rồi nó chậm rãi tiến về phía hai người, từng bước một, cực kỳ rón rén, cẩn trọng. Lại nói đến cái bóng đen kia cứ từ từ tiến sát gần hai người. Nó di chuyển cực kỳ êm ái như thể là một con mèo rình mồi trong đêm, tuyệt nhiên bước chân không phát ra tiếng động nào. Khi ấy bóng đen chỉ cách hai người một tầm với tay. Đột nhiên nó đưa hai tay ra chụp lấy miệng của Quyết và Ngọc, cùng một lúc kéo về phía mình. Đang tập trung tinh thần cao độ, đột nhiên Quyết thấy miệng mình bị bịt chặt lại với một vật ấm áp mà mạnh mẽ. Một luồng kình lực kéo mạnh hắn về phía sau. Hắn giật mình kinh hãi, nhưng mà trong khoảnh khắc hắn nhận ra cái mùi của bóng đen đó. Đó là một mùi hôi thối đến tầm lợm. Đó chính là cái mùi của bóng đen nửa người nửa tú hắn thấy trong căn nhà lớn. Vì bóng đen chụp cả hai người cùng lúc nên Ngọc cũng ở vào tình thế như vậy. Nhưng vốn là con nhà võ, Ngọc không thể quay đầu lại được vì đã bị cánh tay to lớn kia bịt chặt lại. Nhưng trong khoảnh khắc nguy nan, theo phản xạ cô đã cùng lúc phóng con dao vốn đã lúc nãy để đe dọa Quyết ra. Một đường dao này vừa nhanh vừa chuẩn, hướng đến yết hầu của đối phương.
Nếu bóng đen trúng phải con dao này thì thực là không khác gì một con lợn, con chó bị chọc tiết, lập tức chảy máu mà đến chết thôi. Quyết lập tức giang tay ra đẩy mạnh vào bàn tay của Ngọc. Thành ra một nhát đâm của Ngọc đã bị chạch ra mấy tấc, đường dao chỉ cách cổ họng bóng đen có mấy ly. Ngọc chưa hiểu được rằng bóng đen kia có thể chính là em trai của mình. Vì thế dao vừa đâm hụt đã tấn công một lần nữa. Lần này cô gập trỏ lại, mũi trỏ như là một mũi tên cắm thẳng vào sườn của bóng đen. Bởi đây chính là lúc sinh tử nên đòn Ngọc ra cực kỳ hiểm ác, dùng đến toàn lực trong cơ thể. Quyết đứng ngay bên cạnh nhưng mà không ngờ Ngọc chuyển đòn nhanh như thế, thì một gã ăn mày làm sao ngăn cản được con gái nhà danh gia học võ. Bóng đen trúng ngay đòn này, hai tay lỏng ra một chút. Ngọc thuận thế lập tức xoay người, tống thêm một hòn đá vào bụng làm cho bóng đen kia lảo đảo lùi về sau. Nguyên là lúc đầu khi mà bị địch khống chế từ phía sau, mà lại ở trong tình thế ở trong nhà kẻ thù, Ngọc đã phải xuất thêm một dao hiểm độc để nhằm giữ mạng mình trước. Đòn trỏ thứ hai là thuận thế mà đánh theo thôi. Nhưng mà cú đá cuối cùng thì rất là tỉnh táo và minh mẫn. Một là vì đối phương đã mất đi sự khống chế của mình, hai là việc dùng hung khí với người biết võ phải hết sức là cẩn thận, không thì giết oan người. Lúc này Ngọc đứng đối diện với bóng đen. Ngọc thấy bóng đen to lớn trước mặt mình có hình hài của một con hổ. So với hôm qua Quyết thấy thì con vật hôm nay khó mà nhận ra là người. Nó có một lớp lông vằn mà dày, mặt mũi lông lá đã phủ kín, hai khóm râu ở hai bên so với hôm qua đã thấy dài hơn ra. Ở trên phía đỉnh đầu của con vật, lông hổ và tóc người đan lẫn vào nhau, khi đen mượt, khi thì vàng vện, nhìn cực kỳ kinh tởm. Hai tai của nó thì vẫn còn nằm ngang với mắt, giống như là con người vậy, chưa xuất hiện ở phía đỉnh đầu như là con hổ. Bây giờ duy chỉ có đôi mắt nó là còn nhận ra là của con người, ánh mắt thật là đáng sợ. Con vật lúc này vẫn còn đứng thẳng, hai chân sau đã hóa thành hổ gần hết, thế nên nó có thể đi lại thật là nhẹ nhàng. Chỉ có đôi chân trước là vẫn còn những ngón dài nhưng mà lông lá đã mọc lên từng ngón, mà vuốt thì đã dài lắm rồi. Hiển nhiên 10 phần con người nay đã biến đến 8-9. Con vật lúc này chỉ đứng im, Quyết thì thầm với Ngọc. Này, có thể là em cô đấy. Nó không có ý tấn công chúng ta, nó chỉ muốn chúng ta không hoảng hồn mà la lớn lên thôi. Bởi vậy nó mới bịt miệng, nếu không thì chỉ một cú tát của nó, có lẽ chúng ta đã thành hổ chành rồi. Nói xong thì Quyết cảm thấy hơi hối hận vì đã coi em Ngọc như là một con hổ thực sự. Ngọc lúc nãy xuất đến 3 chiêu liền mà cũng chưa nhìn rõ được đối thủ. Bây giờ cô nhìn thấy cái vật nửa người nửa thú thế này thì đã hiểu được câu chuyện. Rồi lại thêm Quyết nói như thế nữa thì càng nắm rõ tình hình. Có điều cách đây chưa đến nửa tháng, hai chị em Ngọc vẫn còn quấn quýt chơi đùa với nhau. Mà giờ đây, nhìn thấy cái hình hài gớm ghiếc to lớn này, Ngọc không thể tin được đó là em của mình. Đứng chết chân một giây lát rồi ôm miệng khóc nức nở. Con vật dường như là hiểu chị mình đau đớn lắm. Trên mặt đất dưới chân nó, nhờ có ánh trăng mà Quyết nhận ra thấy rõ hai giọt nước nhỏ xuống nền nhà. Con vật cũng đang khóc đấy. Ngọc khóc một hồi lâu, con vật cũng đúng lặng đi một hồi rất lâu. Quyết đứng bên cạnh không biết làm thế nào, mà nói gì với hai chị em thì cũng chẳng được. Hắn này quay ra theo dõi tiến tiếp. Bấy giờ con vật tiến đến bên Ngọc. Ngọc thương em quá, gục đầu vào lòng em mà khóc. Con vật cũng khóc, hai chị em lại nức nở một hồi lâu. Bấy giờ thì con thú cất tiếng nói. Giọng của nó tuy vẫn có thể nghe được tiếng người, nhưng mà trong thanh âm đã có đến 6 phần gầm gừ của mãnh thú, thành ra nói được cũng rất là khó khăn. Câu chuyện cũng bị đứt đoạn nhiều chỗ vì giọng khó nghe quá. Thì ra sau khi hiếu, có nghĩa là con hổ trước mặt Ngọc bây giờ, sau khi bị tiến bắt đi thì được hắn đưa lên rất cao trên không trung là để tránh bị phát hiện. Lúc đó thì gió rất to nên Hiếu cũng không thể mở mắt ra nhìn được, đành phải nhắm mắt lại. Được chừng khoảng một tuần hương thì thấy gió nhỏ dần, rồi dường như là hết hẳn. Hiếu mở được mắt ra thì thấy mình đang được đáp xuống một dinh thự rất là lớn. Đó chính là nơi mà hai chị em đang sống ở đây. Lúc này thì Tiến đưa một cây nhang đang cháy lên mặt của Hiếu. Hiếu ngửi thấy mùi hương này lập tức mê man bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Chẳng biết bao lâu sau thì Hiếu tỉnh lại. Cậu bé thấy mình đang ở trong một nơi tối tăm ẩm thấp, không nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh. Trong lòng thì cực kỳ sợ hãi, cậu bé vùng dậy định bỏ chạy thì đã không thể cử động được. Thì ra cậu bé đã bị xích rất là kỹ. Hiếu hoảng hồn định kêu lên thì lại phát hiện thấy miệng mình không sao mà mở ra được. Khi mà đưa tay lên sờ, cậu mới biết là hai hàm răng mình đã bị người ta dùng một chất gì đó dính chặt lại với nhau, thành ra không thể kêu cứu được.
Trong miệng Hiếu lúc này còn có hai cái túi bằng vải nhỏ, hình như là cũng được gắn chặt với răng. Một túi đựng củ sâm, còn một túi thì đựng một thứ rễ cây gì đó. Cậu bé kinh hoàng cào cấu mãi nơi miệng cho đến rách cả môi, lợi mà cũng không thể nào cạy ra được. Tình trạng lúc đó quả thực là tuyệt vọng. Rồi một thời gian rất là lâu sau, Hiếu lại thấy cái bóng đen cao gầy mắt sáng hôm nọ bắt về thêm một người. Người này lúc đó thì hoàn toàn bất tỉnh, nhưng mà hắn không hề bị xích mà bị Tiến nhốt vào trong một cái chuồng. Ngay cả miệng của hắn thì cũng không bị gắn keo, thành ra mà khi tỉnh lại hắn kêu gào rất là thảm thiết. Qua một hồi thời gian rất là lâu nữa, Tiến lại mang về thêm một người, rồi đó lại thêm một người nữa, rồi lại đến thêm một người nữa. Đến khi mà 20-30 cái lồng sắt đều đầy người thì hắn mới dừng lại. Những ngày này Tiến không phải là cho Hiếu ăn, vì có củ sâm trong miệng nên Hiếu tỉnh táo suốt cả ngày lẫn đêm, không lúc nào ngủ được. Lại bị nhốt trong một không gian đông đúc những người bị nhốt như thế, nên dần dần cảm thấy điên loạn. Hiếu thấy mình nhiều lúc đầu óc không được minh mẫn nữa, nhiều lúc bồn chồn, nhiều lúc thẫn thờ, nhiều lúc thì tim đập rất nhanh, trong lòng nóng như là lửa đốt, nhiều lúc lại chỉ muốn đập phá điên cuồng. Những trạng thái tâm lý này đan xen vào nhau, không theo một thứ tự quy luật nào cả. Vốn dĩ trời sinh cho con người giấc ngủ để hóa giải những ưu phiền lo lắng của cả một ngày dài vất vả. Thế mà giờ đây, Hiếu không có ngày nào được thoát khỏi những tâm trạng thất thường đó. Rồi lại bị xích trong âm thanh như thế lại không ngủ được một chút nào. Thực là khổ sở không biết kể thế nào cho hết. Dần dần tình trạng này trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Có rất nhiều lúc Hiếu không thể làm chủ được bản thân mình, cào cấu xuống nền đất hoặc là vào cơ thể của mình. Hiếu có đôi lúc thấy trên đốt xương cột dưới mông của mình cực kỳ ngứa ngáy, phải gãi điên cuồng mà vẫn không thể hết ngứa, dường như là có một cục u lồi lên ở ngay đó. Hai vật trong túi vải ở trong miệng của Hiếu thì ngày càng nhỏ dần đi, rồi tan mất hẳn. Đến đúng khoảng thời gian đó thì Tiến cầm đèn xuống xem xét. Thì ra gã đã điều chế miếng sâm cũng như là miếng ngải vừa đủ để tan biến đi. Sau nhiều ngày ở trong tối tăm, đây là lần đầu tiên Hiếu nhận ra cơ thể mình đã phủ một lớp lông mỏng. Lớp lông này tuy mỏng nhưng mà đã mờ mờ hiện lên các phần vện. Hiếu hoảng hồn sờ lại cái xương cột của mình thì hắn thấy rõ, chẳng phải là cục u nào cả, hắn thực sự là đang mọc một cái đuôi. Hiếu lại sờ lên mặt của mình thì thấy mặt của mình đã biến đổi rất là nhiều, hiển nhiên hình hài con người đã không còn nữa. Hắn kinh hãi la lên một tiếng. Nào ngờ bấy giờ bộ hàm của Hiếu đã là bộ hàm của một con hổ dũng mãnh. Thứ keo kia không đủ sức dính chúng lại với nhau nữa, thành ra lúc này Hiếu há được mồm ra. Đi cùng với việc ấy là một tiếng gầm cất lên ghê rợn. Bấy giờ Hiếu đã ngậm ngải được khoảng 50 ngày. Tiến thì lúc bấy giờ đang cách Hiếu khoảng một đoạn. Hiếu điên cuồng tuyệt vọng vì nghe thấy tiếng gầm của mình, kinh hãi nhận ra mình đã là một con thú. Trong lúc tuyệt vọng chút hết giận dữ vào Tiến, Hiếu bèn lao vào hắn táp một cú. Tiến lúc đó hơi bất cẩn vì không ngờ cơ thể bé con của Hiếu bấy giờ lại to lớn như vậy, thành ra đứng quá gần. Hiếu táp sượt qua cánh tay của hắn một chút, ngay lập tức thì máu chảy xối xả. Tiến cả kinh lùi lại mấy bước rồi sau đó quay lưng bỏ đi. Quyết nghe đến đây thì nghĩ thầm, tiếng gầm mà Hiếu kể chính là tiếng gầm hắn nghe thấy tối hôm đó. Điều này cũng giải thích vì sao mà Tiến máu me đầy người đứng ở trước cửa phòng Quyết để thôi miên hắn. Có lẽ hắn sợ Quyết nghe thấy thì lộ ra chuyện. Quyết nghĩ chắc là nhờ có sói vong nên hắn không bị thôi miên chút nào. Còn việc hai cái túi vải cho vào miệng của Hiếu, chắc chắn một túi là thứ hóa hổ ngải, còn một thứ khác là túi sâm, chẳng qua là để cho người ngậm ngải không bị chết trong 49 ngày kia mà thôi. Lại nói đến chuyện mấy ngày sau khi mà bị Hiếu táp một cái, Tiến lại xuống căn phòng ấy. Hắn phun thứ thuốc gì đó vào một cái chuồng làm người trong đó bất tỉnh, rồi lôi người trong lòng ra, lấy dao rạch một đường rất là sâu trên cơ thể người đó, rồi vứt về phía Hiếu. Bấy giờ Hiếu đang biến thành hổ, hễ thấy mùi máu thì lồng lộn cấu xé, chỉ trong một lát thì đã ăn sạch người này. Thế là cứ từ ấy, cứ khoảng tầm một ngày thì Tiến lại cho Hiếu ăn một người. Rõ ràng người đặc hắn mang xuống đây chẳng có mục đích gì khác, chính là chăm hổ. Dần dần Hiếu trở nên hung tợn, nhiều khi không cần phải dùng máu để dẫn dụ nữa, mà chỉ cần thấy người là muốn cắn xé. Tiến biết là như vậy nên hắn đã xích những con mồi lại, cũng chẳng cần bẩn tay vẩy máu nữa. Hiếu những lúc tỉnh táo lại thấy thế liền cố gắng tìm cách chống lại cơn thú tính. Một mặt cậu nhận thấy trước khi trở nên điên loạn,
thường có một vài khắc vẫn còn tỉnh táo nhưng mà cơ thể thì mạnh mẽ vô cùng. Thành ra Hiếu tận dụng những lúc đó mà giằng mạnh về một phía, làm cho một sợi xích yếu dần. Đến hôm mà Quyết xuống thì Hiếu đang cố gắng ngăn việc ăn sống người bị xích kia. Nào ngờ người này quá sợ hãi, thành ra cắm đầu bỏ chạy, bị dây xích kéo lại nên ngã chảy máu ở đâu đó. Đến đây thì Hiếu không kìm được, ăn thịt luôn người đó. Ăn xong thì Hiếu quay sang lại thấy Quyết bị chảy máu tay, thành ra lại lao vào. Vừa vặn lúc đó thì sợi xích bị bung ra, thành ra mới có cuộc rượt đuổi trong hầm tối. Nghe em kể một lượt từ đầu đến cuối những chuyện kinh hoàng khó tưởng tượng như vậy, Ngọc không kìm được nước mắt, nấc lên một tiếng thực là lớn, khó nức nở, khóc nức nở. Quyết quay mặt đi không nỡ nhìn cảnh tượng thương tâm như thế. Bỗng Quyết nghe một tiếng á của Ngọc. Hắn quay người lại thì thấy trên lưng Ngọc áo đã rách một mảng, trên lưng lộ rõ một mảng xước lớn trên da thịt, như thể vừa bị kéo lê trên mặt đường vậy. Thì ra hai chị em khóc lóc một hồi thì con vật kia theo thói quen nhà hổ mà âu yếm liếm vào lưng chị một cái. Nào ngờ lưỡi hổ có rất nhiều gai nhọn thua tùa. Những cái gai này chính là vật giúp hổ có thể uống nước. Khi mà con hổ liếm nước thì trên lớp gai này có một lớp nước vương lên đó, nên con hổ hay là con mèo lấy đó mà uống vào người. Những cái gai này còn giống như là những chiếc lược trải lông cho mượt mà. Những con mèo hay là con hổ thường liếm lắp cho nhau để bày tỏ tình yêu thương. Em của Ngọc cũng như thế. Nào ngờ cái lớp gai mới hình thành này quá sắc nhọn nên đã gây thương tích cho Ngọc. Con vật dường như không ngờ mình vừa gây thương tích cho chị mình, xem ra ân hận lắm. Trong cái hình hài của thú đó, cái dáng vẻ của một người hối lỗi ẩn ở đâu đó, mặc dù Quyết không thể nhìn thấy rõ nhưng mà cảm nhận được rất là mạnh mẽ. Đột nhiên Quyết biết một điều, khi mà có máu, người hóa hổ trở nên cực kỳ hung hãn. Lúc này thì máu trên lưng Ngọc càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả tấm áo. Con vật to lớn bên cạnh Ngọc lúc này đột nhiên rung lên bần bật. Từ trong miệng con thú, tiếng gầm gừ phát ra. Tiếng động này nhỏ nhưng mà dài liên tục. Nó giống như là tiếng của một con chó gầm gừ lúc mà sắp sửa cắn ai đó. Ánh mắt con thú thật là đáng sợ. Đó chính là ánh mắt mà Quyết đã nhìn thấy khi mà chỉ còn cách nó một cánh tay ngày hôm qua. Rõ ràng rằng tính mạng của cả hai người đều đang bị nguy hiểm. Ngọc cũng có cảm giác như vậy nhưng mà trong lòng vẫn có một niềm tin rằng em mình sẽ không làm hại đến mình. Nhưng Quyết thì khác. Hôm qua hắn đã thấy được cái hung tợn của con vật này, thành ra ý thức đề phòng rất là cao. Hắn biết chỉ trong một chốc lát nữa thôi thì con thú kia sẽ trồm lên mà cắn xé cho thỏa tính. Giờ đây thì Quyết có cảm giác là sự tình nguy cấp lắm rồi, mà vẫn chưa thấy Ngọc có phản ứng gì. Hắn bèn liều mình lao tới đẩy mạnh con thú ra xa. Mặc dù thân thể còn yếu ớt nhưng mà cú đẩy này là cú đẩy sinh tử, nên Quyết dùng toàn lực đẩy mạnh ra. Lại thêm cả đà lao vào nên con thú bị bật văng ra xa, va vào giường nghe rầm một tiếng. Nhân lúc mà cơ hội con thú chưa kịp chồm dậy, Quyết nắm lấy tay Ngọc kéo cô ra khỏi cửa sổ. Ngọc lúc này tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà thấy con vật gầm gừ như vậy mà Quyết thì hành động quyết liệt như thế, đoán là có sự chẳng hay nên cũng nương theo lực kéo của Quyết rồi nhún mình phi qua cửa sổ. Hai người vừa phi ra ngoài cửa sổ thì Quyết không chủ động được, ngã nhào xuống đất. Ngọc nhanh nhẹn hơn đáp xuống đất được an toàn. Nhưng vừa lúc đó thì con thú chồm đến phía sau. Nó bị vướng vào bọng cửa sổ nên cú vồ của nó chỉ sượt qua tấm lưng đậm máu của Ngọc một tấc thôi. Cả hai người cả kinh nhổm dậy chạy thẳng về phía trước. Nguyên là có một bức tường rào trước mặt nhưng mà một là xây không cao lắm. Hai là trong lúc lâm nguy cả hai đều dùng hết khả năng mà nhảy vọt lên nên đã vượt qua được một cách dễ dàng. Ở phía sau con hổ cũng phóng mình mà đuổi theo. Quyết và Ngọc lao thẳng vào trong rừng, cứ nhắm trước mặt mà chạy, cũng chưa có kế hoạch gì cả. Trước mắt là chỉ mong sao không bị va vào cây mà ngất đi thôi. Con hổ lúc này đuổi sát ở phía sau. Thường thì loài hổ có khả năng chạy rất là nhanh hơn hẳn con người. Vậy nên nếu đã bị hổ đuổi thì hầu như là nạn nhân nằm chắc cái chết. Nhưng mà con hổ ở đây thì vẫn còn chạy bằng hai chân vì chưa biến hóa hết, nên khả năng chạy vẫn còn chậm chạp. Vì thế mà không đuổi kịp hai người. Hai bên cứ như vậy, một bên đuổi một bên chạy một hồi lâu. Mặc dù hổ không đuổi kịp người, nhưng mà chạy được một quãng dài như vậy thì cơ thể mới suy nhược dậy của Quyết cũng không tránh khỏi sớm xuống sức. Ban đầu khoảng cách còn xa, sau thì khoảng cách này ngắn dần lại, cuối cùng chỉ còn cách nhau hơn một tầm với. Đang lúc nguy hiểm như vậy, cả hai người đột nhiên thấy phía trước leo lét một đống lửa. Khu rừng này vốn dĩ hoang vắng, sao tự nhiên trong đêm lại có một ánh lửa đơn độc như thế? Tuy nhiên lúc bấy giờ thì không thể suy nghĩ được nhiều hơn nữa,
Cả Quyết và Ngọc cùng không hẹn mà chạy về phía hướng đó. Bấy giờ Quyết sức vẫn còn yếu, chạy thêm được mấy bước nữa thì vấp phải mô đất ngã nhào. Con hổ thấy thế trực lao vào Quyết. Bấy giờ thì Ngọc chạy bên cạnh liền đạp chân sang ngang, gục người xuống đất, lăn ngang một vòng, cùng lúc ôm lấy Quyết. Hai người cùng nhau lộn được mấy vòng trên mặt đất, con hổ vì thế mà cũng hồ vụt. Hai người lồm cồm bò dậy thì con hổ đã lấy lại thế, lao vào cả hai một lần nữa. Quyết và Ngọc lại chồm dậy, mỗi người tách về một hướng nhảy ra một bước, con hổ lại vồ hụt. Có điều lúc này con hổ đã gần hai người lắm rồi, chỉ trong một sớm muộn thì cả hai sẽ bị nó xơi tái thôi. Trong lúc hoảng hốt, Quyết vẫn kịp nhìn thấy một ngọn đèn nhỏ. Ngọn đèn này chính là ánh lửa mà hai người nhìn thấy khi ở xa. Bên cạnh ngọn đèn có một bóng người quần áo lấm lem đang ngồi xổm. Dường như người này ngạc nhiên pha cả kinh hãi lắm, bởi vì khi không lại có một con hổ dữ đuổi người ở đâu hiện ra. Nhưng Quyết và Ngọc còn kinh hãi hơn, bởi vì ngay vào lúc này cạnh cái đèn dầu nhỏ bé kia là một cái hố. Cái hố này sâu khoảng một ngũ, chiều rộng khoảng dài đúng vừa một chiếc quan tài. Vì quả thực đúng là có một chiếc quan tài đang nằm vừa vặn bên trong cái hố đó. Cái quan tài này không có nắp, chỉ thấy bên trên miệng hố có một miếng ván. Do tối không nhìn thấy rõ nhưng mà có thể đoán chắc 10 phần là nắp quan tài. Trong lúc hoảng hốt thì cả Quyết và Ngọc đều không thể không giật mình kinh hãi. Thì ra dưới ánh đèn leo lét của ngọn đèn, trong quan tài lộ rõ thân hình của tử thi đã được khâm liệm rất là chu đáo cẩn thận. Khuôn mặt người chết xám đen mà quắt keo lại một cách dị thường. Ánh đèn vàng vọt càng làm cho khuôn mặt này càng thêm kinh dị. Trên tay người ngồi bên ngọn đèn vẫn cầm một vật đen đúa. Đào trộm mộ sao? Quyết tầm nghĩ như vậy. Nguyên là từ xưa đã có chuyện đào trộm mộ người chết để ăn cắp đồ tùy táng. Những chuyện này dân gian thì ai cũng biết, cũng khinh bỉ những người làm cái nghề này, coi đó là một nghề thất đức. Nhà Quyết lại làm nghề khâm liệm, hiển nhiên những chuyện liên quan đến cái chết mà lại ly kỳ như thế thì thường được mang ra bàn bạc chuyên môn nghề nghiệp một cách sâu sắc. Nhưng vào lúc này Quyết và Ngọc không có thời gian để xem xét sự kinh dị kia mà phải lo thoát khỏi nanh vuốt con hổ này đã. Thế là hai người cứ lăn lộn mà tránh, hổ cứ mặc sức mà vần. Xem thế cuộc này đủ biết chỉ trong chốc lát nữa thôi, hai người sẽ nằm gọn trong bụng hổ. Bấy giờ Ngọc tránh hổ lăn một vòng đến chân người kia. Người kia nhanh tay nắm lấy tay Ngọc. Bấy giờ thì Ngọc ngoảnh mặt lại thì mới thất kinh, giật mình ra thật mạnh. Nhưng mà người kia thì tay vẫn nắm chặt lấy tay Ngọc, ra hiệu cho Ngọc đừng gây ra tiếng động. Lúc đó Ngọc chỉ còn cách con hổ chưa đến một trượng. Tưởng chừng như là sẽ chết đến nơi, nhất thời không dám cử động nữa mà chỉ đứng im. Nào ngờ con hổ dường như là không thấy Ngọc nữa. Nó khịt khịt mũi tìm kiếm, rồi dường như không thấy con mồi ở đâu, nó lại quay ra nhìn Quyết. Lúc này Quyết nhìn thấy sự lạ lùng như vậy, liền cũng thử đứng im. Con hổ bèn quay cả người lại tiến về phía Quyết. Quyết tự nhủ, Ngọc đứng im cũng không thấy bị con hổ ăn thịt. Có lẽ hắn đứng im thì cũng sẽ qua được kiếp nạn này chăng? Thành ra thì ý đã quyết, đứng im không nhúc nhích. Con hổ này không ham vồ mà từ từ tiến lại phía Quyết. Quyết vẫn đứng im lặng, từng giọt mồ hôi trên trán chảy xuống mắt cay xè. Đột nhiên có tiếng nói, bắt lấy. Tiếng nói này là tiếng nói của người bên cạnh mộ. Hắn vừa nói vừa vung tay vứt cho Quyết một vật đen đúa. Quyết theo phản xạ đưa tay cầm lấy vật đó. Quyết vừa chạm tay vào vật đen đúa ấy thì nhận ra ngay, đó chính là bàn tay của người chết. Thì ra Quyết dù ít tuổi nhưng mà cũng có rất nhiều kinh nghiệm khâm liệm. Những người làm việc này mỗi ngày đều chạm vào cơ thể người chết, thành ra có cảm giác rất là rõ với tử thi. Chỉ cần chạm qua thì cảm nhận được ngay. Quyết vừa cả kinh vội thả tay ra thì người kia quát khẽ, nắm lấy, muốn chết à? Quyết thấy vậy thì cũng không còn cách nào khác mà phải nghe theo. Tình hình bây giờ thì cả ba người cùng kinh hãi nắm lấy tay nhau, con hổ ngay bên cạnh họ. Cả Quyết và Ngọc đều đinh ninh lần này chết chắc. Nhưng một là không còn sức mà chạy, hai là như là người chết đuối đang lúc chạy vô vọng như thế, mà có người chỉ cho phải làm thế nào thì bèn răm rắp làm theo. Con hổ lúc này cứ từ từ tiến dần đến trước mặt ba người. Người ở bên mộ khẽ thì thầm, im lặng nhé. Bấy giờ thì con hổ chỉ còn cách Ngọc có vài tấc. Nó đưa mũi lên ngửi ngửi trong không khí. Ngọc đoán là nó sẽ đớp một cú thật là mạnh nên tập trung cao độ. Chờ nó cắn thì lập tức lách người sang một bên. Nào ngờ con hổ đánh hơi một lúc thì lại đi gần về phía người bên cạnh mộ. Nó cũng đánh hơi một lúc rồi quay sang hướng khác như là tìm kiếm. Nó tìm kiếm hồi lâu và như thể tiếc nuối vì đang nghênh nhiên đánh mất con mồi ngon.
Con hổ xem xét một hồi thì lại quay ra đánh hơi chỗ quan tài. Quyết cả kinh, chỉ sợ con hổ ăn luôn cái xác này thì chẳng khác nào cái cảnh tượng nó ăn tươi nuốt sống người trong hầm mộ hôm nọ. Chỉ khác là hôm nay cảnh tượng này sẽ diễn ra cách hắn không đầy một thước. Có lẽ trời đã sắp đặt để hắn phải thấy những cảnh dã man này chăng? Đang lúc hắn nghĩ như vậy thì có một tiếng sột soạt trong bụi rậm. Con hổ lập tức quay phát người nhảy về hướng đó. Tiếng động kia cũng gấp gáp hơn mà xa dần. Nghe tiếng động có lẽ là một con thú nhỏ nào đó. Hiển nhiên một đuổi săn đuổi khác thì đã lại bắt đầu. Bấy giờ thì ba người cứ đứng nắm tay nhau một hồi thật lâu như vậy, tưởng như vẫn chưa hoàn hồn, hoặc đang cùng nhau tận hưởng cái cảm giác được cải tử hoàn sinh vậy. Qua một hồi rất lâu, Ngọc thấy chừng để cho một gã không biết từ đâu tới nắm lấy tay mình thế thực là cũng khó coi, bèn giằng mạnh tay gã ra. Đột nhiên thì Ngọc dương mắt nhìn chằm chằm hồi lâu, bởi vì rõ ràng lúc này chỉ có một mình Ngọc bên cạnh cái mộ đang bị đào nham nhở, và không biết từ lúc nào Quyết và người kia đã biến mất. Hoàn cảnh của cô bây giờ cũng ghê rợn chẳng kém gì hoàn cảnh khi nãy. Đột nhiên nhớ lại một mình đứng giữa rừng thiêng nước độc, lại ngay cạnh một cỗ quan tài được bật nắp, dù là người can đảm đến đâu đi nữa thì cũng không tránh khỏi việc sợ ma nhát quỷ. Ngọc vừa trải qua một lần thập tử nhất sinh, nhất thời nghĩ mình bị hoa mắt chăng, bèn nhắm mắt lại dụi một hồi thì mới mở ra. Kỳ lạ thật, lúc này cả Quyết và người kia đều xuất hiện trước mặt của nàng. Bấy giờ cả Quyết và Ngọc mới nhìn rõ người đứng bên cạnh ngôi mộ. Đó chính là một thanh niên trạc tuổi khoảng 16-17, người thấp nhưng mà rất béo. Hắn có khuôn mặt tròn xoe, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng như là muốn cười. Bấy giờ thì hắn đang mân mê cái vật mà Quyết nắm phải lúc nãy, chính là bàn tay người chết. Vừa ngắm nghía, hắn vừa lẩm bẩm: công hiệu thật, công hiệu thật đấy. Khi mà Ngọc đang chẳng hiểu cái gì cả thì Quyết nói: này, ngươi đi ăn trộm mộ của người ta có phải không? Tên béo liền đáp: nhìn cũng thấy, có gì mà phải hỏi. Quyết hỏi lại: nhưng mà xem ra ngôi mộ này không có nhiều đồ tùy táng cho lắm, ngươi hình như là đào nhầm mộ rồi. Tên béo lại nói: ta không cần đồ tùy táng, nếu chỉ vì đi ăn cắp mấy thứ vớ vẩn đó thì ban nãy chẳng phải đã mất mạng rồi sao? Lần này quả thật đi đáng công. Quyết hiểu ra liền nói: người trong mộ có phải là bị sét đánh phải không? Tên béo đáp: đoán đúng rồi đấy. Nếu như là không nhờ cái bàn tay của người bị sét đánh này khiến cho chúng ta trở thành vô hình trước con hổ, thì chúng ta đã sớm làm mồi cho nó rồi. Nguyên là dân gian truyền miệng nhau rằng nếu lấy được bàn tay của những người bị sét đánh mà chế làm bồ hộ thân thì sẽ gặp nhiều may mắn. Thậm chí là đối với người bị sét đánh cháy rụi từ đầu đến chân thành than thì bàn tay đó càng quý hơn, có thể khiến cho người ta tàng hình. Đó là lý do vì sao mà gia đình nào có người nhà chết do sét đánh thường phải rất cẩn thận, canh chừng, nếu không sẽ bị đào trộm mất xác hoặc là chặt mất cánh tay người chết để làm bùa. Ban nãy khi mà tên béo cầm bàn tay bị sét đánh thì chỉ có Quyết nhìn thấy, còn thực ra Ngọc chỉ thấy được tên béo khi mà hắn nắm lấy tay mình. Lúc nàng vừa buông tay tên béo này ra thì thấy hai người Quyết và tên béo đã biến mất là vì như vậy. Đến sau đó thì tên béo bỏ bàn tay xuống thì Ngọc mới nhìn thấy được cả hai. Kể lại thì dài dòng nhưng mà diễn biến thì chỉ trong chốc lát mà thôi. Những chuyện đồn đại về uy lực của những bàn tay bị sét đánh này rất là phổ biến trong dân gian, nhưng cả hai người Quyết và Ngọc đều chưa gặp bao giờ. Đến hôm nay thì mới được thấy tận mắt người ta đào trộm mộ để lấy xác. Tên béo lúc này nói: cái lão già bị cháy thành than nằm kia vốn là xã trưởng, gia đình giàu có lắm, bị sét đánh chết ngay gần sân đình. Mà cứ khi nào mà có người bị sét đánh thì y như rằng là con cái phải canh giữ, trông nom đến trăm ngày mới thôi. Cái này thực là cũng gian manh quỷ quyệt, nghĩ ra cái trò chôn một quan tài giả, rồi lại còn cử người trông coi, cái xác thực thì được lén trông ở trong rừng thế này. Ta mới đầu thì cũng tưởng là chôn ở gần làng, nên ngày đêm theo dõi. Có điều lại để một tin lọt ra ngoài, ta biết được mới theo dõi thằng con cả, thành ra mới biết được chỗ này đấy. Quyết và Ngọc vừa nghe thì biết ngay tên này cũng chẳng phải người lương thiện, có điều cũng vừa nhờ hắn mà thoát chết, chứ nếu cứ theo tình thế lúc nãy thì cũng đã chết mất rồi. Quyết nói: dù sao thì cũng phải cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Tên béo nói: cái gì mà dù sao cũng không dù sao. Chắc ngươi coi thường ta vì đào trộm mộ nhà người ta chứ gì. Quyết lại nói: ta chỉ biết là đào trộm mộ là việc không nên, chúng ta hãy chôn cất người đã khuất lại cho phải lẽ thôi. Tên béo nói: ta thích thì ăn trộm, có gì mà phải với không phải,
Ngươi xem ra không phải là học trò, mà nói như là mấy tên nho sinh hổ lậu vậy. Nhưng mà cũng phải chôn cái thằng cha này lại, không thì cũng thất đức thật. Thế là ba người cùng nhau chôn cái xác kia lại đàng hoàng tử tế. Rồi lại nhờ Quyết là người có tay nghề lên làm đâu đó cẩn thận sạch sẽ. Tên béo thì khỏe mạnh nhanh nhẹn nên chỉ một chốc lát sau đã xong việc rồi. Bấy giờ tên béo mới nói: Xin tự giới thiệu, ta tên là Đàn, là người ở làng Đông Hồ. Nhà ta thì mấy đời làm nghề mổ lợn, đến đời ta thì nảy nói ra cái việc đi ăn trộm mộ người ta. Ngươi tên là gì vậy? Thấy ngươi có vẻ là rất thạo việc chôn cất người chết đấy. Quyết đáp: Tôi thì tên là Quyết, người trấn Sơn Tây. Nhà tôi làm nghề khâm liệm nên mới biết sơ qua việc chôn cất người. Tên béo lùn đáp: Thì ra là như vậy. Có điều ngươi thì giúp chôn người, ta thì giúp đào người ta lên. Thật sự là một hội ngộ nực cười. Nói đoạn hắn quay sang Ngọc: Thế còn cô em, cô em tên là gì vậy? Ngọc. Tên béo cười hi hi nói: À, con cháu hai bà Trưng, thứ giữ đây. Quyết xen vào nói: Cô ấy đang có chuyện buồn đấy, đừng trêu cô ấy. Nghe vậy tên béo hu hua cái túi có cất bàn tay trước mặt của Quyết mà hỏi: Sao, có chuyện gì mà buồn bực vậy? Ta đây thì lòng trượng nghĩa có thừa, mà đánh nhau thì chưa hề thua ai. Bây giờ trong tay có bảo bối này thì việc gì không thể giúp các ngươi được cơ chứ. Ngọc bấy giờ mới nói với Quyết: Thôi kệ hắn bao hoa đi, chúng ta đi thôi. Tên béo lại nói: Này, các ngươi không sợ con vật kia quay lại sao? Ngọc thấy Đàn nói em mình là con vật thì trong lòng rất là bực tức. Này, ngươi nói đánh nhau chưa thua ai có phải không? Đương nhiên. Vậy chúng ta đánh cược được không? Sao, đánh cuộc? Đánh cuộc cái gì? Ta nếu vật được ngươi xuống đất, ngươi đưa ta hai bàn tay kia. Đàn khổ sở mất bao nhiêu công sức mới đào trộm được đôi bàn tay này. Hắn có những mơ ước có được tấm bùa này để tiện bề trộm cắp nên mới bỏ công khổ sở như vậy. Hôm nay đạt được ước nguyện rồi, cầm được hai bàn tay trong túi rồi thì làm sao mà chịu để mất được. Có điều thì bản tính háo thắng trong người trỗi dậy, bị một đứa con gái loắt choắt thách thức như thế thực là còn đâu thể diện của bậc trượng phu nữa. Đàn đáp: Thế nếu ngươi thua thì sao? Tùy ngươi. Trông ngươi cũng xinh xắn đấy, nếu vậy ngươi thua thì làm vợ ta, chịu không? Đàn tưởng nói như vậy thì Ngọc sẽ không dám nhận lời. Nào ngờ Ngọc chỉ nói: Được thôi, ngươi thủ thế đi. Đàn thấy Ngọc nói quả quyết như thế thì không đánh cũng không được, đành phải giơ hai nắm đấm ra nói: Chuyện cưới vợ hệ trọng, ta không nhường đâu đấy. Bấy giờ Ngọc đã lao đến phía Đàn rồi. Đàn còn chưa kịp định thần thì Ngọc đã hụp người, đưa tay ôm ngang bụng của Đàn, xoay người một cái. Cả hai đã không còn đối đầu mà cùng đứng về một phía. Nhưng mà tư thế thật là như người ta chơi trò trẻ con vậy. Ngọc thì ôm lấy bụng Đàn, mà Đàn thì vẫn lóng ngóng chưa biết phải làm thế nào. Ngọc thuận theo đà vừa quay mà uốn mình lộn ngược ra sau, bốc cả người của Đàn lên, giống như là cây tre được buộc một vật nặng vậy. Đàn bị nhấc bổng lên cao rồi đầu hướng xuống đất, dập mạnh xuống. Nhìn ở ngoài thì thấy giống như là cả hai cùng ngã, nhưng vì Ngọc ôm ngang người Đàn nên phần đầu của Đàn chạm mạnh xuống đất trước, mà đầu của Ngọc thì vẫn còn cách đất một khoảng. Hiển nhiên nếu đòn này mà ra hết sức thì Đàn đã gãy cổ từ lâu. Có điều Ngọc cũng nương tay nên chỉ có phần vai của Đàn là va mạnh xuống đất, nghe ắc một tiếng, hắn kêu lên đau đớn. Bấy giờ thì Đàn đã bị đánh chật khớp mất rồi. Đàn đau quá, không còn giữ nổi thể diện của bậc trượng phu nữa mà kêu oai oái. Ngọc nhìn Đàn la hét một hồi thì cũng chẳng nói gì, chỉ với tay lấy cái túi màu đen chứa hai bàn tay của người chết mà thôi. Quyết đến bên Ngọc nói: Này, tôi biết cô đang rất đau lòng về chuyện em trai, nhưng mà cô làm vậy thì cũng là không nên đâu. Dù sao hắn cũng vừa giúp chúng ta thoát chết xong, bây giờ làm người ta đau đớn như thế. Ngọc lặng yên một chốc rồi tiến đến gần Đàn, đưa hai tay ra, một tay giữ lấy vai, một tay cầm vào cánh tay phải, kẹp chặt nó vào thân mình. Đoạn lại giơ một chân ra đặt lên ngực của Đàn. Nàng kéo mạnh một cái, lại một tiếng ắc nữa, Đàn lại lăn ra đất đau đớn. Được một lúc thì hắn nhận ra khớp xương của mình đã trở lại bình thường. Ngọc nói: Vậy bây giờ đôi tay này là của ta rồi sao? Vẻ mặt của Đàn vẫn còn đau đớn nhưng mà cũng không dám nói gì. Quyết đến bên Ngọc nói: Giờ chúng ta về đến nhà cũng rất khó có cơ hội bàn bạc với nhau, rất dễ bị lộ, chi bằng nói chuyện ở ngay đây đi. Ngọc nghĩ cũng phải, nghĩ thế hai người đến bên một gốc cây thì thầm. Quyết nói:
không biết làm sao mới có thể gặp lại em cô nữa. Tôi nghe người ta nói muốn thoát được loại ngải này thì cần phải có một loại trầm hương loại tốt. Mà lão phù thủy kia có một loại trầm tuyệt phẩm thiên hạ gọi là tử khí trầm. Nếu như là chúng ta lấy được nó thì biết đâu có thể cứu được em cô. Ngọc than, chẳng biết có gặp được nó không nữa, nói gì đến chuyện cứu chứ. Rồi đôi mắt của nàng lại rưng rưng lệ. Quyết thấy thế thì trong lòng cũng không yên, suy nghĩ một lúc rồi nói: tôi đoán không chừng lão ta đêm nay sẽ lập đàn lễ để xua đuổi âm binh đi bắt em cô về. Nào ngờ em cô vẫn lẩn khuất ở gần chỗ cô, chắc là từ chiều đã thấy cô tới nên cố ý chờ đến tối mới gặp. Thằng giặc kia chắc chắn là đã thực hiện một âm mưu gì đó nên mới biến em cô ra nông nỗi này. Chỉ có điều là chưa biết được hắn định làm gì thôi. Ngoài việc tìm chầm cho em cô, có lẽ cũng phải xuống căn hầm kia một lần nữa. Rồi đó còn nhiều người bị giam nữa. Ngọc đáp: tôi đâm hắn một nhát, lấy mạng của hắn có phải nhanh gọn hơn không? Sao phải phức tạp như thế? Quyết ngăn lại: ấy đừng, trên mình hắn có loại bùa rất là lợi hại, đến soái phong còn phải sợ. Chỉ e cô chưa đâm được hắn thì mạng đã không còn thôi, thì làm sao mà cứu được em? Ngọc nói: vậy ta cứ về xem tình hình sao rồi tính. Ta thu được của thằng vô lại kia đôi bàn tay này cũng thực là hay, có dịp dùng đến rồi đấy. Quyết đáp: lấy đi một phần thi thể của người khác thực là không được hay lắm đâu, nhưng có lẽ cũng phải dùng đến thôi. Bấy giờ có tiếng nói: này 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 này, các người nói chuyện gì mà ma ma với quỷ quỷ, vong vong với hổ hổ thế? Xem chừng có chuyện ly kỳ rồi đây, ta phải tham gia cùng với các người mới được. Cả hai quay ra thì đó chính là Đàn. Hắn sau khi được Ngọc trị cho thì nhanh chóng hết đau, rồi lại ăn nói hoạt bát như thường. Đàn tuy là vừa bị Ngọc đánh chật khớp tay, lại phải dâng bảo vật ao ước bấy lâu cho Ngọc, tuy trong lòng là cũng tiếc nuối lắm, nhưng mà cũng chẳng để bụng lâu. Tính hắn vốn là phóng khoáng lại hiếu kỳ, thích sự kỳ dị, nên nghe thấy những chuyện phù thủy với cả hồn ma liền muốn tham dự ngay để mở rộng tầm mắt. Ngọc nhếch miệng: thứ như ngươi bọn ta không cần giúp. Đàn ba hoa: cô em cậy có chút võ công mà coi thường người khác ư? Phải biết rằng chí khí anh hùng còn quan trọng hơn tài nghệ nhiều lần. Như ta đây này, ta chết chứ không thể thấy chết mà không cứu. Quyết nói thầm với Ngọc: này, tôi xem ra hắn cũng chẳng phải người xấu, chỉ là nói hơi nhiều thôi. Hơn nữa, hai chúng ta hành động, nếu có gì bất trắc thì cũng cần có người ở bên ngoài ứng cứu. Ngọc không nói gì, nàng thầm nghĩ nếu chỉ có một người hành động thì thực là không ổn thỏa, vì bản thân nàng tuy có chút võ công nhưng mà không có chút kiến thức nào về huyền thuật, chỉ sợ chết mà cũng không hiểu vì sao mình bỏ mạng. Quyết thì thân thể gầy gò ốm yếu, không có cách tự vệ, nếu đi ăn trộm một mình thì cũng chẳng ổn. Hay nhất là cả hai cùng đi, phối hợp với nhau, hỗ trợ nhau thì khả năng sống sót cao hơn. Nếu để tên Đàn này ở ngoài cảnh giới, rõ ràng là có lợi hơn một chút. Nếu cùng hắn ăn trộm thì cũng là thêm một phần cơ hội thoát thân nếu gặp nguy hiểm. Chỉ có điều là có tin được con người này hay không mà thôi. Đang lúc Ngọc lưỡng lự như vậy, đột nhiên đằng sau ba người có một tiếng động vang lên, nghe đánh sột một tiếng. Cả ba người không hẹn mà nhìn nhau sợ hãi, không biết là tiếng động kia vì sao mà phát ra. Nhưng mà xem ra tình thế bây giờ thì rất có khả năng là con hổ lại quay lại một lần nữa. Vì vừa rồi hai người Ngọc và Đàn đấu với nhau, rồi lại bàn bạc kế hoạch sắp tới nên nhất thời lơ đãng bất cảnh giác. Ngọc hoảng hốt thò tay vào trong cái túi đen rồi lôi ra hai cái bàn tay, mỗi tay nàng cầm lấy một cái. Quyết và Đàn cũng rất là an ý, mỗi người cầm một bên tay của nàng. Cả ba người cùng đứng rất gần với nhau, trong lòng thì cực kỳ sợ hãi, chỉ sợ lần này bùa không hiệu nghiệm thì uổng mạng, lại tự trách mình thật là bất cẩn, trong lúc nguy hiểm như thế này mà vẫn làm những cái chuyện không đâu. Bấy giờ thì đã qua Trung Thu, trời bắt đầu trở nên hanh khô. Từng cơn gió thổi nhẹ trong đêm làm đung đưa những cành lá. Dưới ánh đèn dầu của Đàn vẫn để bên mộ, những chiếc bóng lá cứ lắc lư làm cho người ta không khỏi sởn cả gai ốc. Cả ba người nín thở quan sát một lượt thì vẫn không thấy có tiếng động gì khác lạ nữa. Nhưng phải biết loài hổ là loài động vật rình bắt, săn mồi rất là tài tình. Bây giờ mà nhúc nhích không khéo con hổ thấy không khí động, không cần phải nhìn mà chỉ cần ngửi thôi thì cũng đã thấy hơi người. Giả mà nói nhắm mắt vồ một cái thì chắc cũng chẳng toàn thây. Thực ra thì cả ba người đều không biết tính chất của loại bùa làm từ tay người bị sét đánh rất là linh diệu. Nguyên sét là hiện tượng kỳ dị trong thế gian, mà đánh vào một người thì cơ thể đó sau khi bị chết đi có tính chất hộ vệ thân thể rất là mạnh mẽ. Gặp mãnh thú thì không phải chỉ là không nhìn thấy, mà ngay cả đánh hơi thì chúng cũng không thể làm được điều đó.
Việc sét đánh vào người cũng có mấy loại. Có người bị sét đánh mà không chết, lại có người bị đánh chết nhưng mà chỉ cháy một phần. Có người bị sét đánh đến toàn bộ thân thể cháy thành than. Và chính cái loại thi thể cháy thành than này mới có tác dụng cực là quý trong việc chế bùa hộ thân. Bởi vậy nên về cơ bản ba người nắm chặt tay nhau, trong người có bùa hộ thân thì hoàn toàn an toàn. Có điều chính vì cả ba đều không hiểu nên cảm thấy trong lòng cực kỳ căng thẳng lo sợ, lặng lẽ quan sát xung quanh. Tuy là họ không thấy gì nhưng mà nhất thời cũng chưa dám đồng loạt bỏ tay ra khỏi bùa. Âm thanh phát ra thực là ma quái. Đó là tiếng lục đục giống như là tiếng va chạm của gỗ với vật gì đó. Một lúc sau thì tiếng động lại thay đổi. Nó giống như là tiếng móng tay cạm vào cửa gỗ. Chợt đàn thốt lên: Trời ơi. Cả Ngọc và Quyết cùng cắt lên: Chuyện gì vậy? Nói khẽ thôi. Đàn lại lắp bắp: Tiếng động phát ra từ đó. Cả hai lại hướng về phía ngôi mộ. Ở phía đó dưới ánh đèn dầu, cả ba đều nhìn rất rõ. Ngôi mộ ba người vừa mới đắp lên cao đến 2 xích vẫn nằm im lìm nơi đó. Nhưng đúng là những tiếng động cứ tuần tự phát ra từ phía đó, âm thanh đục ngầu, từng tiếng chắc nịch. Không gian bây giờ tĩnh mịch, ngoài tiếng động kỳ quái kia thì chỉ nghe thấy tiếng gió thổi khe khẽ bên tai. Một ngọn đèn dầu từ phía ngôi mộ không đủ chiếu sáng đến chỗ mấy người đang đứng. Chỉ có một thứ ánh sáng mờ ảo với tới được ba người. Lúc này cả ba người đứng chân chân ở đó, trong đầu đều chắc chắn một điều. Đó là tiếng động phát ra từ phía trong ngôi mộ. Muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo thì xin mời các bạn đón nghe vào tập sau.